sự là rất khó chịu. Đây là cho vòng heel Chris Beaker đang cố gắng xâm nhập vào vòng bán nguyệt của đối phương. Đó là Kyle Warren, hai đều dành cho Sài Gòn Heat. Một tình huống tiếp ức phải nói là kịp thời và đúng lúc của trung phong áo số 33. Và đây là Malcolm White, một cú block tốt đến từ Kyle Warren. Đây là Mr. Wiggle, tốc độ của số 8. Đường chuyền Murphy Poniatowski. Vậy Macaron. Đây là Poniatowski. Cú ném rất tốt của Poniatowski. Cho Phong Hiếu có khoảng trọng bắn 3. Cho Phong Hiếu 3 điểm dành cho Sài Gòn Heat. 4-2. Và phải có 2 điểm dành cho đội chủ nhà với một tình huống luân chuyển bóng tuyệt vời. Poniatowski sang đến. Rất bình tĩnh. Chúng mình trong tình huống này tiếp tục là Murphy Poniatowski dứt điểm từ rất xa, không thành công, vẫn còn đó là Sandin. Chris Dierker 3 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Trevor Hill xử lý khéo léo, truyền cho Chris Dierker. And one. Đây là một Kyle Barton ghi điểm chăng? Có điểm dành cho Sài Gòn Heat và đó là 3 điểm nữa dành cho 30. Truyền ra tuyệt vời, nhãn quan chiến thuật phải nói là tinh tường. Bất lợi penalty. Chris Dierker rất mạnh mẽ. Corey Celia bùng lên, đường chuyền sang đến và đó là 3 điểm. 3 giờ bây giờ dành cho Sài Gòn Heat. Qua vùng dậy, xuất chấp có cơ hội để ném 3 nhưng vẫn không thành công. Sang đến bỏ tốc độ, sang đến. Đó là một lỗi phải nói là rất vô văn hóa, rất vô thể thao đến từ cầu thủ đối phương. Huấn luyện viên Carl Julius đã cho thấy được ông quan tâm đến học trò thế nào và lập tức lao vào sân để bảo vệ Sandin. Đó là quyết định chuẩn xác của các trọng tài. Rất quyền thi đấu đối với Mike Singletary. Singletary chỉ mới phạm một lỗi cá nhân nhưng rất quyền thi đấu là hoàn toàn chính xác với một pha bóng như vậy. Poniatowski, cú ném 3 của Sandin không thành công nhưng có sự tiếp in đến từ Kyle Warren. Stoigo khá chân vượt qua được xung thấu City. 2 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Kyle Warren, đó là lời đáp trả của cầu thủ áo số 33. Cách biệt 17 điểm là an toàn. Cú ném 3 không thành công nhưng có sự tiếp ứng đến từ Chris Dierker. Dài cho đợt tấn công này cũng 30 quyết định xong thẳng vào bản đồ đối phương. Ghi 2 điểm 101-82 dành cho Sài Gòn Heat.